Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Càng niệm Quán Âm càng bớt vọng tưởng. Niệm thánh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có tác dụng tẩy rửa rác rưởi trong tâm của chúng ta. Niệm một câu là bớt đi một vọng tưởng, niệm hai câu sẽ bớt đi hai vọng tưởng. Niệm tới vạn lần Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là cả vạn vọng tưởng được tẩy rửa. Có người bảo, Pháp Sư nói không đúng rồi, đệ tử vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát lại vừa thấy có vọng tưởng, số vọng tưởng nổi lên còn nhiều hơn số niệm thánh hiệu nữa. Nói như vậy thì quả là bản lãnh quá cao cường, không thể nghĩ bàn. Một đằng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, một đằng nổi lên vọng tưởng. Kỳ thực, người nào nói đó chẳng hề niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chỉ là trạng thái tâm bất tại, nhìn mà chẳng thấy, lắng mà chẳng nghe niệm Quán Âm, nhưng chính anh chẳng hề chú ý tới Ngài. Bởi anh ta không chú ý tới Ngài nên vọng tưởng của anh mới sinh ra. Vọng tưởng đến rồi thì miệng niệm mà tâm thì tạp loạn. Trong lúc có vọng tưởng, miệng cũng quên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vọng niệm lại nổi lên, cái đó chính là thiếu nghiêm túc, không thực lòng. Anh ta đến đây chẳng phải là để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà chỉ là a-dua theo mọi người. Do đó, niệm không đúng cách, thanh âm không mạnh mẽ, khí lực không đầy đủ. Trong lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mắt nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát, tâm tưởng hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận ra Quán Thế Âm Bồ Tát trước mặt mình, tay nâng đỡ mình, âm thanh do chính mình niệm cũng do tai của mình nghe một cách rõ ràng, rồi thanh âm do chúng ta niệm bèn rót thẳng vào tâm, ta lại đón nhận âm thanh đó như đón nhận chính Bồ Tát tới ngự trị trong tâm của ta. Trong tâm đã có Quán Thế Âm Bồ Tát rồi thì còn đâu vọng tưởng nữa. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là liều thuốc mầu nhiệm để trị bệnh vọng tưởng, cho tới khi tâm được thanh tịnh thì lúc đó có sự tự tại. Ha ha ha, 问什么的说